Ok, chúng ta đến thủ ở Thái Lan. Italy. Rồi. Nhập thành này. Đẹp luôn. Vậy mình ăn hơn một tô. Nước sôi ăn nước nhập thành. Về cửa. Lên tượng giữ. Chúng ta thấy nước lên tượng rất yếu. Cứ ăn đi nhỉ. Thì mình về mã để đẩy tốt, củng cố quân tốt ở trung tâm, sau đó sẽ chạy hậu. Về tượng. Nắp ở đây. Gọi nước chiều hết. Ra xe trước. Đúng là như vậy. Rõ hài hước. Đây mình cũng sẽ đưa xe ra. Đuổi. Về đấy. Có lẽ là muốn đưa vào đây. Nhà mình xuống đây dọa nước chiếu hết. Nước chiếu hết khá dị. Người nhìn thấy rồi. Tưởng không nhìn thấy. Đến mã đây. Vào xe nó thấy em muốn đẩy tốt lên. Thủ chắc nhỉ. Đây mình sẽ đưa nút xe ra. Cao thủ Thái Lan. Chúng ta thấy là quân mã đứng đây của mình đang chiếm rất nhiều không gian, làm cho bên trắng hơi bị co cụm.
Ván này có lẽ chiến thắng bằng thời gian thôi. Trắng siêu bí lên tựa. Về hậu, vậy là muốn ăn vào đây rồi. Ok, đây mình sẽ chạy. Không cho tượng ăn, đuổi xe. Thì đồ ấy. Lên tượng. Ok, có lẽ mình sẽ ăn con tượng này để quân mã này đứng đây là quân mã bất tử. Trắng đầy tốt thì mã ăn vào đây. Về tượng. Ok, dọa nước chiếu hết. Khả năng sẽ vào xe thật. Ok, nước chiếu. Sẽ thành công rất nhiều các phương án tấn công lên đấy. Bây giờ thì tấn công tượng này, về tượng đây thì mã mình sẽ đưa lên đây, đuổi xe lên hậu, vẫn nhằm nhè ý đồ chiếu hết hết chiếu, đưa mã xuống hay đưa xe xuống nhỉ. Đi lên đây, lên đây. Đưa mã xuống đi. Vào xe. Chiếu cái đi đâu. Lên đấy. Lên đấy xem nào, vào đây ok không, bốn bốn giây. Bẫy hậu quá đẹp. À, chưa bẫy được nhỉ. Đây. Bây giờ thì mới bẫy được. Nhưng mà là nước đuổi quân thôi. Nước đuổi quân thôi. Rồi.